xin mến chào quý vị. Hôm nay Cathy là một món mà rất là miền Nam và quê hương. Đó là Cathy muốn nói đến món bún mắm. Mà ở đây thì là mình có nhiều cái củ quả nó lạ lạ, nên Cathy sẽ làm cái theo cái khẩu vị của bên Houston này. Thì bún mắm này đó thì là Cathy like nó chung với cái recipe của bà ngoại của mình làm. Đó là mình sẽ xài mắm cá linh xay. Thì hên là ở ngoài chợ là đã có sẵn, nên nó cũng rất là tiện để mình nấu bún mắm này. Xong rồi là cái phần mà bạn cho nó chất lượng hơn một tí xíu á, thì hôm nay Cathy xài cá hồi sao manh, cũng giống như là tí xíu tôm và thịt ba rọi để cho nó đậm đà cho nước lèo nó ngọt. Và nói đến nước lèo thì là mình sẽ xài cái phần là nước dừa tươi hoặc là nước dừa ở trong cái máy bình này, đặng cho nó dễ là xài đó quý vị. Rồi những cái rau gì thì Cathy sẽ để đây là cà tím, cũng giống như là đậu bắp, rồi tí xíu đậu hũ chiên, một hồi nữa mình ăn với bún, và rau sống. Thì để mình bắt đầu thì là Cathy sẽ có đây là rất là quan trọng, là mình có tỏi tươi mình sẽ bằm ra, và cũng giống như là hành thơm như thế này, và sả nữa. Quý vị thấy đây Cathy có hai loại sả, một cái là sả bằm, đây là một hồi nữa mình xào lên, xong rồi cũng giống như là vài cây sả, một hồi nó để vào nước lèo đặng cho nó thơm hơn. Bây giờ thì để mình làm cái phần để mình xào lên đó, thì là mình làm tỏi và hành trước đi, xong rồi mình mới xào cái thịt ba rọi lên đặng cho nó thơm. Cũng giống như là mình để xả vào luôn, chừng 3 muỗng canh xả nó thơm đó. Mình thấy đây mà tỏi với hành thì thơm rất là nhanh rồi. Đây bây giờ Cathy bớt lửa một tí xíu, Cathy cắt thịt ba rọi để vào Cathy phải nhanh tay. Cái này thì mình cắt nó vừa vừa, không có cần quá mỏng. Cathy muốn làm lúc mình cắn nào đó thì cái miếng thịt đó nó vừa dày một tí xíu. Mình thấy sả nè, rất là thơm. Rồi để cho thịt nó xanh, nó vàng, nó tí xíu. Cathy mình thấy cái này giống như là bà tê đó. Cathy sẽ xài là nửa cái hũ này, tại vì Cathy xài cái nồi nhỏ hôm nay thôi, cũng chừng nửa hũ là vừa. Mình nghe mùi liền rất là thơm. Mình xào chung với thịt cũng giống như là tỏi và sả, rất là thơm đây. Xong bây giờ đó mình để chừng nào cái cá nó sôi sôi lên một tí xíu, quý vị thấy đây là nó chín chín, nó cũng thơm thơm nữa. Xong rồi bây giờ mình để nước lèo vào là nước dừa đây, từ từ để vào. Sau khi để đây là khoảng chừng hai, để coi hai lon này này. Cái cà tím này đó thì là lúc mà mình để vào nước lèo nó sẽ hút vào và thơm lắm. Cái tôi cắt nó xéo xéo như thế này. Rất là đơn giản. Bây giờ Cathy sẽ chuẩn bị đây là phần sả nha. Hồi nãy mình lấy mấy cái tép sả này thì là Cathy muốn nó tươi thơm đó, thì mình để thẳng vào trong cái nồi, thì một hồi nữa nó sẽ ra thơm, nhưng mà mình không có ăn
Đó, Cathy để vài miếng vô đây, nước lèo cho thơm nữa. Trong thời gian chờ đợi thì Cathy sẽ cắt luôn cái phần cái đậu bắp. Mình cắt bằng đôi đi, một hồi nữa mới để vào nước lèo, nó sôi lên mình để vào. Rồi, để đây. Mình thấy cái nước đã sôi, bây giờ Cathy vớt cái bọt một tí xíu. Wow, vớt bọt xong rồi giờ mình để cá và tôm vào. Cá đây nha, cái phần cá này thì Cathy sẽ để luôn, là mình để da, mình cho nó bổ và béo. Cathy lấy đũa lấy từ từ. Đây, rửa tay rồi, Cathy làm biếng không rửa tay nữa. Đó, mình cứ để như thế này. Cá salmon này người ta còn ăn sống mà, giống như sushi. Nên lúc mà mình nấu cái này đó, mình biết là mình sẽ được chín rất là nhanh. Rồi, tiếp tục nấu nữa đi. Rồi, nước lèo cho thơm ngon. Xong rồi cũng luôn là đậu bắp đây. Cathy mua loại tôm to to. Đây. Cái nồi súp rất là hấp dẫn. Trong thời gian này đó thì Cathy sẽ để cái sả bầm, cũng giống như là cái tỏi và hành hồi nãy mình làm đó, thì mình để vào cái phần này đó để cho nó thơm nước lèo thêm nữa. Quý vị thấy đây. Đó. Nó đậm đà hơn, cái đó là cái bí quyết của Cathy làm sao nước lèo cho nó thơm. Rồi đây. Mình thấy tôm rất là nhanh rồi đó, nó đổi màu là đỏ lên rồi đó, là biết là đã được chín. Mình để như vậy không sao. Bây giờ đó thì là mình nêm nếm nha. Thì sẽ coi nước lèo nó thơm như thế nào và nó mặn ngọt như ra sao. Vừa qua quý vị ơi, hồi nãy là mình để hai lon nước dừa nên nó đã ngọt trong đó rồi, nên Cathy không cần để cái gì thêm nữa. Nhưng mà cũng tùy cái mắm nha, có bữa đó lúc mình mua mắm á, nó mặn hay là mặn, có bữa mình mua thì nó lạc. Nên mình phải nêm nếm. Rồi, phần cuối cùng á thì Cathy sẽ để là mấy cái miếng đậu hũ vào đây, đậu hũ chiên ngoài chợ có sẵn rồi. Mà Cathy thích mua cái loại mà nó mềm á, nên một hồi nó để vào tô rất là hấp dẫn. Mùi xả thơm hay là thơm, bảo đảm rất là ngon. Quý vị ơi, Cathy có vài cái cọng hẹ rất là ngon hôm nay. Thì mình để hẹ vào với rau, nên mình cắt ra đi. Hết chảy. Màu xanh tươi mát. Đậm đà mùi quê hương. Rồi, cái này đó là dưa leo. Thì là Cathy cũng cắt vài miếng, xong rồi cắt nó giống như là miếng dài dài để ăn chung với giá. Mà đặc biệt quý vị biết không, nếu mà người Nam á, thì hay ăn với rau dấp cá, thì có cá trong cái nồi của mình thì phải ăn rau dấp cá, rất là thơm.
Có nhiều người trong gia đình Cathy nói là cái mùi rau rắc cá khó ăn nên không muốn ăn được. Ok, rồi miễn. Quý vị ơi, đây là nồi bún mắm đã xong, mình thấy rất là tuyệt vời. Bây giờ là mình phải làm cho một tô. Thì một tô của Cathy đây đó, thì mình có đây là bún tươi nè, mình chỉ để tí xíu bún. Đây ép thì ăn bún ít, nếu mà không đầy ép thì ăn bún nhiều. Xong rồi mình để rau nó trước quý vị ơi. Nhớ là để nhiều nhiều rau mà ăn mình thấy nó mát. Đây Cathy có là hẹ nè, cũng giống như là tí xíu như leo nè, rau bắp chuối, rau muống chẻ đây, rồi rau thơm. Đó, mình để rau thơm loại gì thì tùy theo mình. Cathy thì thích là giấm cá đây, đậm đà, rau giấm cá, xong rồi rau tía tô. Rau tía tô mùa này rất là tím và đẹp nữa. Mình chịu khó mình lặt một tí xíu. Cái gì nữa đây, mình thích cái gì thì mình để vào. Rau húng chuỗi đây cho nó thơm, tí xíu rau làm rau cá nữa đi. Xong rồi hẹ nữa, hẹ này có thể để lên trên nè, một hồi nước lèo nóng vô đặng cho nó chín một tí xíu. Ta-da, rồi xong rồi đây. Bây giờ là mình múc nha, đậu bắp nè, thịt ba rọi nè, đây, wow, xong rồi miếng cá nha, mình lấy miếng cá nào mà to to, to tí, đây mình thấy đây, và cái gì nữa đây, tôm nữa chứ, đúng rồi, mình nhớ lấy mấy con tôm, quá thơm. Đây cũng là cà tím nè. Xuống đó. Cái này cho ăn một miếng một miếng một miếng. Là hết buổi. Đây tí xíu bún, cũng giống như là cá salmon. Xong rồi nó có mùi thơm của cá đóm, nó được béo nữa nên Cathy nghĩ là quý vị sẽ rất là thích. Thượng hạng một tí xíu ha quý vị ha. Rau cải đây, nước lèo nóng mình đã được chín một tí xíu. Xong rồi miếng thịt ba rọi nữa đây. Dưới nửa tiếng mình được một tô bún mắm rất là tuyệt vời. Tôi thích cái món nào mà nấu ngon mà không có tốn nhiều thời gian trong bếp. Tôi mong rằng quý vị đã thấy bún mắm chúng ta đã làm hôm nay rất là dễ làm, và mong quý vị sẽ làm một nồi vào cuối tuần này cho gia đình và bạn bè. Hẹn gặp kỳ sau nhé, mình sẽ nấu một món ngon nữa. Bye bye. Tiếp.